Càng Gia. Hôm nay BB Thanh Mai rất là vinh dự khi được đóng tiếp một diễn viên trẻ rất là tài năng. Và anh cũng có một cái tên rất là đặc biệt, đó là diễn viên Khách Lan nha cả nhà. Dạ em chào anh hả? Dạ. Khi mà nhắc tới anh đó thì khán giả rất là ấn tượng và nhớ ngay đến cái vai diễn Đức Minh trong Gia Đình Là Số 1 anh ha. Và với cái thời điểm hiện tại á, thì trên HTV7 nè, mỗi tối em thấy các gia đình, các khán giả của anh vẫn đang theo dõi anh ở trong cái Gia Đình Là Số 1 phần 2 với vai diễn là Văn Quốc anh ha. Rất là hài hước luôn, rất là sinh động luôn á. Tóc là tóc nó xấu hơn phần 1 rất là nhiều á. Nhưng mà rất là ấn tượng luôn ha. Thì và anh cũng có tham gia nhiều cái game show trên truyền hình nữa, được khán giả rất là yêu thích. Có những cái game show của các em thiếu nhi rất là đáng yêu luôn. Thì hôm nay á, thì khi mà anh tới đây á, thì bên em rất là vui khi sẽ có cái cơ hội để chăm sóc cho anh nè. Thì khán giả của anh cũng như là các khách hàng của BB Thanh Mai đang rất là tò mò, không biết là cái dự án sắp tới của mình nó sẽ như thế nào. Anh có thể chia sẻ với các khán giả của mình được không ạ? Thực sự là cái lịch quay của Gia Đình Số 1 phần 2 đang rất là dày, bởi vì mình phải chạy sóng liên tục để kịp mình phát sóng cho TV. Có những tập mà quay ngày hôm nay và chỉ 5 ngày sau là đã phát cho TV rồi, cho nên là phải quay gấp rút. Và cái lịch của Khách La hiện tại là dành hầu hết là nhiều cho Gia Đình Số 1 phần 2. Và sắp tới khoảng tháng sau thôi là Khách La bắt đầu để thêm lịch để làm một số chương trình khác nữa, ví dụ như là làm host cho một vài host và MC cho một vài cái chương trình thiếu nhi, chương trình giải trí, nói chung là hấp dẫn lắm. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón xem nha. Dạ, thì không biết là hôm nay là cơ duyên nào mà đã đưa anh tới với BB Thanh Mai để chăm sóc da vậy ạ? Cơ duyên hả? Ngày hôm nay là chắc là quyết định tới BB Thanh Mai bởi vì bà Diệu Nhi và bà Sĩ Thanh và ông Minh Đức. Ba người này là thực sự là đi quay chung á, Khách La mới phát hiện ra là họ cũng make up giống như Khách La. Có nghĩa là thường là quay là sẽ 6 giờ sáng tập trung và make up đến khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Tại vì quay một ngày mình phải quay cho đủ lịch, cho nên là quay cái bộ máy nó kinh khủng lắm. Và thường như vậy thì khi mà về đến nhà là mình đã để cái lớp make up trên mặt mình khoảng được 18 tiếng rồi. Cho nên là cho dù có tẩy trang kỹ cái nào thì nó cũng đã gây hại cho da rất là nhiều. Và Khách La không hiểu tại sao là da mặt mấy người đó vẫn đẹp. Đó, cho nên là đó, cái bí kíp lắm. Cho nên là khi mà nói chuyện với người đó cứ nhắc cho Khách La biết là BB Thanh Ma đó. Bởi vì cái Khách La tò mò và Khách La hỏi mấy anh chị đó thì mấy anh chị đó dụ Khách La là đi qua đó đi, nó là kiểu giống như là xúi dục đó. Xong rồi Khách La quyết tâm là qua BB Thanh Ma để xem là có cái bí quyết gì mà hay như vậy. Và Khách La hy vọng rằng là sau khi mà mình cũng làm những cái liệu trình đó tới BB Thanh Mai và làm những cái liệu trình cao cấp như vậy thì da mặt mình sau này là sẽ kiểu như đi làm là đi quay là ngang ngửa Diệu Nhi Sĩ Thanh luôn, ngang ngửa anh Đức luôn. Dạ, thì em cảm ơn các anh chị rất là nhiều cũng đã giới thiệu anh Đức tới để cho bên em có cái cơ hội chăm sóc làn da cho anh. Thì anh yên tâm nha, sau cái liệu trình mà điều trị da đây thì chắc chắn là anh sẽ có một cái làn da tươi sáng và rạng rỡ hơn, mình hoàn toàn có thể chặt chém được với cái anh chị của mình. Dạ, em được cho vui. Em cũng thay mặt cho BB Thanh Mai chúc anh ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình này. Và chắc chắn là anh sẽ xuất hiện ở những cái game show về sau với một cái tinh thần vui hơn và cái gương mặt mình nó rạng rỡ và nó tươi sáng hơn đó nhé. Đó là cũng xin được cảm ơn BB Thanh Mai rất là nhiều và hy vọng rằng BB Thanh Mai sẽ phát triển và thành công hơn nữa, cũng như là trở thành